Sau video hôm nay, các bạn sẽ không còn phải băn khoăn hay hỏi cô Hồng là cần học khóa học gì để hiểu và ứng dụng STEAM cho một người mới. Vì chỉ trong 2 phút, cô sẽ chỉ cho các bạn những sản phẩm khóa học hay nhất về STEAM mầm non đảm bảo 3 tiêu chí. 1. Dễ hiểu nhất, phù hợp với yêu cầu của công việc của các bạn. 2. Kiến thức đầy đủ nhất, được dạy bởi chuyên gia uy tín. Và 3. Giá thành ưu đãi nhất để bất cứ ai cũng có thể học. Việc bạn cần làm ngay sau khi xem video này là hãy comment vào bài viết bên dưới và đăng chữ em muốn để tổ trợ lý của cô Hồng tư vấn chi tiết và nhanh chóng gửi thư mời học tập tới bạn trong dịp mùa hè tới nhé. Và đầu tiên, một sản phẩm không thể thiếu đồng hành với giáo viên mầm non từ năm này sang năm khác, đó là sách giáo trình STEAM mầm non. Cuốn sách này trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản và cung cấp giáo án mẫu cho mọi môn học, mọi độ tuổi. Đây là cuốn sách mà bất cứ giáo viên mầm non nào cũng nên có. Và thứ hai, bộ video tự học soạn giáo án chuẩn STEAM giúp bạn tự học mọi lúc, mọi nơi. Và theo 36 video bài giảng của cô Hồng, học xong các bạn sẽ biết cách soạn giáo án theo mô hình 5E này, EDP chuẩn STEAM, đồng thời biết cách sáng tạo ra các giáo án sáng kiến kinh nghiệm của riêng mình. Và thứ ba, không thể thiếu đó là khóa học STEAM ứng dụng. Và đây là khóa học sẽ đưa nền tảng công nghệ thông tin AI Canva vào trong khóa học này. Khóa học này đã có hàng chục ngàn giáo viên mầm non trên cả nước theo học STEAM từ A đến Z. Chỉ 10 buổi học sẽ giúp bạn từ người mới chưa hiểu gì về STEAM tới một giáo viên mầm non tự tin ứng dụng STEAM vào trường lớp của mình. Và đặc biệt, chỉ có trong khóa học STEAM ứng dụng, Hồng sẽ hướng dẫn bạn cách ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, cách dùng phần mềm để thiết kế giáo án Canva hoặc sử dụng chat GPT và soạn giáo án, làm video từ AI đầy sáng tạo và vô cùng nhàn. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng để trở thành một giáo viên STEAM công nghệ thông tin và một giáo viên đầy tinh hoa trong năm học tới chưa nào? Còn câu hỏi nào thì hãy comment và đánh vào ô chat chữ em muốn để cô Hồng và tổ trợ lý sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn nhé.